Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi, em lên con đầu tiên như cả nhà. Một em Takeo Kikuchi nội địa Nhật nha. Đó, dáng độc lạ niềng xoay thép đúc. Con này là hàng nội địa Nhật luôn, made in Japan luôn nha cả nhà. Con này em bán là 1.080.000 nha, mặt đỏ. Đó, niềng xoay nè. Đó, nè cả nhà, nhìn thấy gì chưa? Rồi. Để em cho cả nhà xem dạ quang của nó nha. Đó, rất là độc luôn, 1.080.000 nha cả nhà. Đó, rồi. Size của nó cũng 40 cả nhà, 40 chưa núm, cả núm là 43, thép đúc nha. Nhìn như là nguyên một khối thép luôn. Niền nè, niền xoay độc lạ nha, vô ban đêm là cực sáng luôn nè, nè cả nhà không thấy gì nha. Rồi nè, đó rất là sáng luôn nha. Một cái lồng chảo đó, chảo chiên ốp la rất là đẹp luôn. Ừ, sáng rất là sáng. Rồi em qua một con khác luôn, cũng dạ quang. Đây, một em đồng hồ Citizen Atessa 450 bao ship, pin năng lượng full titanium. Size của nó là 35.2 chưa núm, cả núm là 37.4. 450 nha. Đang hình như là nó nguyên khối luôn cả nhà. Japan nha, sản xuất tại Nhật nha. Còn đây là hình dạ quang của em nó nè cả nhà. Dạ quang hai màu luôn nha cả nhà, độc lạ nha, độc lạ Bình Dương. Dạ quang hai màu luôn nha. Đó, full titanium, titanium mà đúc nha, có đề mi dây cũng dài luôn đó. Anh này hợp anh em là tay dừa và nhỏ nha. Rồi em qua một con khác, nội địa Nhật 1964 The Clock House nha cả nhà, 780 bao ship nha, niền khía đó, mặt panda, bấm giờ thể thao, dừng, reset. Size của nó là 40 chưa núm nha, cả núm là 44, dây thép đúc luôn, dây đủ tay 19 luôn nha cả nhà. Đây còn nguyên tem đằng sau luôn nè, nè nguyên tem luôn đó, sản xuất tại Nhật luôn, nhanh gọn lẹ, chống nước 100 m, đáy xoáy thép đúc đó. Nội địa Nhật nha, The Clock House, viết tắt là TCH nè. Rồi qua một con khác, đây em mới về được một em đồng hồ Casio Rolex đó, nguyên riêng luôn cả nhà, dây thép nha, bản thép đó, bản dây thép nha, hàng cổ luôn. Con này mới can xà beng luôn nên là cả nhà, sản xuất tại Nhật những năm 90 nha. Đo nhiệt độ, áp suất không khí đó, size đo ngang là 47 đó, sản xuất tại Nhật nha. Dây dây thép của nó nha, rồi chép đó, đèn tự động luôn đó nha, đó đèn tự động luôn nha. Rồi em bán nhanh gọn 780 bao ship nha cả nhà, 780 bao ship. Còn con này cổ hơn nè, con này thì em bán 680 bao ship, cũng dây thép luôn, Casio Rocket nha. Nè, sản xuất tại Nhật, đèn tự động, đo tuổi trăng, thủy chiều luôn.
báo thức bấm giờ thể thao lịch vạn niên, size đo ngang là 47 đó. Đó, 680 bao ship nha cả nhà. Lên tiếp một con đồng hồ Casio Rolex khác luôn, 780 bao ship nha, dây thép của nó luôn nè cả nhà. Ơi dây titan à, Rolex rồi nha. Niềng xoay 780 bao ship luôn, sản xuất tại Nhật nha. Size đo ngang 56, con này ba cảm biến lận, có khiêm la bàn, đo nhiệt độ, độ cao nước biển, báo thức, năm báo thức và báo tiếng, bấm giờ thể thao, đo áp suất không khí, niềng xoay, đèn tự động luôn nha, 780 bao ship nữa nha. Đó, đèn xanh dương luôn, đèn tự động nha. Còn cao cấp hơn thì em có Casio Rochette này. Đó, cũng size đo ngang hình như 52 sao? 52, niềng xoay, chạy 3 kim, điện tử nổi, đo nhiệt độ, áp suất không khí, đèn tự động. Đó, một bên là cọc số vàng, một bên cọc số bạc. Đó, nhiệt độ nè, áp suất không khí nè, độ cao nước biển nè, báo thức nè, báo tiếng, bấm giờ thể thao nè, lịch vạn niên. Đó, sản xuất tại Nhật nha. Hai con này thì 908 bao ship nha cả nhà. Rồi. Đây, một em đồng hồ Casio pin năng lượng nha. 7 kim. Đó, 903 bao ship nha cả nhà. Size ngang 43. Đó, bấm giờ thể thao, báo thức đầy đủ. Đây, có một cái kim xăng nhỏ chỉ các chức năng nha. Đó. Đó, dạ quang đồ sáng chuông to. Đây. Đó, có chuông luôn nha. Đó. Bấm giờ thể thao nè. Bấm giờ thể thao thì chạy tới, còn đếm ngược thì chạy lui nha cả nhà. Đây. Đó, chạy lui nè, chưa? Đọc lại nha. 903 bao ship nữa nha. Kim xăng nhỏ chỉ chức năng và chỉ thứ nha, em chỉnh được lịch vạn niên cho cả nhà luôn. Rồi. Đây em có một con độc lạ khác nè, Panasonic Toyota nha. Niềng xoay 608 bao ship, size 39 chưa nấm. Hai dây hai khóa luôn. Có dạ quay luôn nha cả nhà. Rồi dây dài luôn. Dây 19 20 luôn nha cả nhà. Này nội địa Nhật chắc luôn nha. Đằng sau tuy nó không có chữ nhưng mà nội địa Nhật nha, Panasonic với Toyota nè, cực kỳ hiếm luôn. 608 bao ship nha. Một em đồng hồ Oka đó, 508 bao ship nữa nha. Size của nó là 38 chưa nấm, cả nấm là 41. Niềng xoay mặt tím hai ô lịch, có dạ quang luôn. Đọc lạ nha. Đây, Maruman sản xuất tại Nhật luôn cả nhà ơi, 508 bao ship nha. Đây em vẫn còn đồng hồ Casio Multiband 6 nha, mặt trắng nha, sốt trò rất là đẹp luôn, 750 bao ship nha cả nhà. Pin năng lượng nha, dây rút luôn, dây rút tùy ý, không cần tháo mắt dây, không cần phải đi thay pin, pin năng lượng size 40 chưa nấm nha. Đó, đèn chuông đồ đầy đủ chức năng nha cả nhà. Đó, có 5 báo thức luôn.
Đây em sale con này cho cả nhà, một con đồng hồ multiband 6 nè, 680 bao ship nha. Size 43 ngang, đèn chuông đồ pin khỏe, rất còn rất là đẹp nha cả nhà. Em sale chơi vui thôi. Đó, multiband 6. Giá mới cũng mấy triệu luôn nha cả nhà. Đó, pin khỏe luôn. Đèn chuông đồ đầy đủ chức năng. Lên cả cả nhà một con đồng hồ mặt xanh nha. Size 35 chưa núm, cả núm 39, em bán 380 bao ship nha, sản xuất tại Nhật còn nguyên tem luôn, giáp ba nè cả nhà. Đó, 380 bao ship nha, mặt xanh. Đây em có một con đồng hồ Casio câu cá nha, đó có mật độ cá, tuổi trăng, thủy triều, đo nhiệt độ. Đó, 880 bao ship nha. Đó, xem được tuổi trăng nè. Đó, bấm giờ thể thao, đếm ngược, báo thức, báo tiếng, xem giờ thế giới, chỉnh kim. Còn đây là đèn của nó nè. 880 bao ship nha nha. Rồi, em sale con này còn 1 triệu 180 ngàn nha. Size 42 Seiko nha cả nhà, mặt hai lồng liền xoay trong. Đó, độc lạ luôn nha. Dạ quen học trò rất là sáng luôn. Đó, 1 triệu 180 ngàn nha. Cực kỳ hiếm gặp luôn. Dây vỏ thép đúc đẹp keng. Mặt hai lồng. Rồi. Đây, em sale hai con này cho cả nhà là 480 bao ship nha. Pin năng lượng nha cả nhà. Pin năng lượng nha. Đèn chuông đồ đầy đủ chức năng, size ngang là 42. Pin năng lượng còn rất là đẹp, nguyên zin luôn, 480 bao ship nha cả nhà. Đó, 480 bao ship nha, pin năng lượng nha. Đó, còn rất là đẹp, nguyên zin luôn. Em sale nha cả nhà. Một em đồng hồ Casio Lai-A mặt xanh. Sale cả nhà 480 bao ship luôn, pin năng lượng nha. Size 38 ngang. Sản xuất tại Thái Lan nha. Đèn chuông đồ đầy đủ chức năng nha. Đó, 480 bao ship nha cả nhà. Đây em có con mặt đen luôn. Cũng 480 luôn, bán nhanh gọn nha, pin năng lượng nha cả nhà, thép đúc luôn. Size ngang 38. Đó. Đây em còn vài con đồng hồ Casio đồ sóc nha. Đó còn rất là đẹp, sản xuất Thái, Nhật hoặc là Hàn Quốc. Đó. 430 bao ship nha cả nhà. Còn 5 con. 430 bao ship nha. Casio G sóc, nồi đồng cối đá hàng cổ cũng có. Đó, đèn chuông nồi đầy đủ chức năng nha. Này là em bán lấy vốn không lời một xu luôn, 430 bao ship. Đó, vô pin sẵn rồi, giờ chỉ việc xài thôi nha. 430 bao ship nữa nha. Đây, một em đồng hồ Casio G sóc la bàn nha. Đó. 380 bao ship, hàng cổ nha cả nhà. Sản xuất tại Nhật luôn. Đó. Độc lạ nha. Rồi. Rồi, thôi, hôm nay em tới đây thôi nha. Em chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Em xin hết.